Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì anh em thợ họ đang làm lập phong cho cái trang trại này. Thì cũng có số anh em nhờ em quay lại một số hình ảnh của khi chúng ta làm lập phong. Như anh em mua vật tư, anh em tự làm. Bởi vì đôi lúc những trang trại nhỏ lẻ như nuôi tư á, chúng ta ít thì chúng ta tự làm thì nó hay hơn. Đôi lúc kêu thợ thì nó lại tốn tiền nhiều hơn. Thì làm thì đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải thấy người ta làm rồi chúng ta làm theo nó đơn giản. Và sẵn nhân dịp này em cũng nói về cái an toàn sinh học trong chăn nuôi. Bởi vì một số anh em cũng hay hỏi về cái cách thức sát trùng. Chúng ta làm sao để chúng ta tẩy chuồng cho sạch để chúng ta vô heo lại. Nếu mà lỡ chúng ta bị gọi là dịch bùng trong thời gian này. Thì em sẽ nói kỹ hơn, tất nhiên em nói rồi. Nhưng ở đây thì em sẽ nói lại một số cái nó thực tế hơn. Nó kỹ hơn cho chúng ta, nói chung là chúng ta áp dụng, chúng ta làm nó tốt hơn. Và như thường lệ thì đầu video chúng ta sẽ đến với lại thông tin giá cả thị trường heo dân trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay giá heo tạm ngưng cái đà rơi, nhưng mà cái cú sốc giảm giá ở cuối tuần vừa qua vẫn còn làm cho thị trường rất là ảm đạm trong ngày hôm nay. Thì vào cuối tuần trước thì thị trường tương đối là đỏ lửa, giá heo hơi hầu hết các tỉnh thành đều giảm từ 1 đến 2 giá. Mức giá trung bình cả nước xuống còn 52.400 đồng một ký, gần ngang bằng với giá heo tại thị trường Trung Quốc là 52.000 đồng một ký. Và hiện tại thì hầu hết tất cả các tỉnh thành trên cả nước chúng ta đều ảnh hưởng nặng nề của dịch tả châu Phi. Lượng heo bán tháo nhiều khiến mức giá giảm sâu, thị trường tương đối khó vực dậy trong nay mai. Đó là những cái thông tin đầu tiên mà chúng ta được ghi nhận. Trong ngày hôm nay ngày 9 tháng 10, giá heo hơi tại miền Bắc đã tạm thời ổn định. Mức thấp nhất khu vực được ghi nhận tại Yên Bái và Lào Cai, cùng giao dịch ở mức là 51.000 đồng một ký. Còn các tỉnh thành khác thì đang thu mua heo hơi từ 52 cho đến 53.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Đến với thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì ngày hôm nay không ghi nhận biến động mới. Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giao dịch ở mức là 51.000 đồng một ký. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục thu mua với giá là trong khoảng 52 đến 53.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam cũng không có biến động mới trong ngày đầu tuần. Cụ thể thì mức giá 50.000 đồng là mức giao dịch thấp nhất khu vực đang được ghi nhận từ tỉnh Bến Tre. Tại các địa phương còn lại thì giao dịch hôm nay trong khoảng là 50 đến 54.000 đồng một ký. Theo ghi nhận thì tình hình dịch tả châu Phi tiếp tục lan rộng nhiều nơi trên cả nước, và mới đây thì đã ghi nhận trường hợp heo bệnh chết tại khu vực miền Nam như là Đồng Nai, Bạc Liêu. Do đó khả năng thì dân sẽ bán tháo rất là cao, thương lái sẽ tranh thủ ép giá trong thời điểm sức mua chưa mới hồi phục, cho nên là giá còn có khả năng thấp xuống thấp nữa. Đây là một số nhận định của một số thông tin trên báo điện tử. Một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn tất cả anh chị đã bình luận trên kênh, làm cho kênh nó sinh động hơn. Và đây cũng là một số ý kiến mà em thấy cũng rất là hay, như là mùa này là mùa mưa, nước lũ thì người ta sẽ ăn cá nhiều nên giá giảm đi. Và một số cái thông tin giá cả tại những vùng mà anh chị biết được, anh chị đưa lên kênh chúng ta sẽ tham khảo thêm để thấy được cái thị trường nó đang bất ổn hay là nó đang sôi động trở lại. Chúng ta cùng nhau góp ý lẫn nhau. Bởi vì những cái này em nghĩ là những thông tin chúng ta thấy thiết thực, chúng ta nên chia sẻ cho nhau trong cái thời điểm khó khăn này. Và đó cũng là tất cả về cái thông tin giá heo thị trường heo dân. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại thông tin thị trường của heo công ty, để xem người ta sẽ đánh giá như thế nào, tình hình của các công ty hiện giờ ra sao. Thì tại Việt Nam, mặt bằng giá heo cũng có xu hướng giảm tại tất cả các vùng khi dịch tả châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đàn heo của các công ty lớn. Trong khi tồn kho heo to trên biểu trên 130 kg tiếp tục tăng, kéo giá heo miền Bắc còn có mốc là 50 đến 53.000 đồng một ký, mức trên 53.000 đồng một ký còn tại một số công ty nhưng tương đối khó bán. Như vậy theo cái thông tin này thì chúng ta thấy dịch bệnh đã ảnh hưởng đến cả các công ty lớn. Đây là một số cái thông tin mà trên các hội diễn đàn hộ chăn nuôi mấy hôm nay em thấy người ta đang rất là nhiều. Tuy nhiên thì không ai nói ra, nó thẳng vấn đề cả, nhưng người ta nói giảm nó tránh. Nhưng thực sự em cũng biết một số công ty cũng đang bị bùng rất là nhiều trong thời điểm hiện tại. Thông tin tại chợ đầu mối Ngọc Lũ cho biết thêm thì lượng heo về chợ ngày hôm nay đạt dưới 3.000 con, chủ yếu là heo dân quanh chợ và khu vực Nghệ An, Thanh Hóa đưa về với cái giá là từ 48 đến 50.000 đồng một ký, cùng một số heo biểu nhỏ bán chạy dịch. Giao dịch tại chợ bán chậm, do hôm nay nhiều công ty miền Bắc cũng hạ giá mạnh về quanh cái mốc là 50 đến 52.000 đồng một ký, với giá heo đầu là 56.000 đồng một ký, phổ biến ở mức là 52 đến 53.000 đồng một ký.
hàng chân bán ở giá là 45.000 đồng một ký trở lên. Cụ thể thì heo công ty CP tại miền Bắc đang xuất ra ngày hôm nay ngày 9 tháng 10 với cái giá là 55.000 đồng một ký. Còn heo Giang tại Thái Bình đang xuất ra là mức là 50-52. Bắc Giang và Hà Nội cũng tương tự cái mức giá này là 50-52.000 đồng một ký. Tuy nhiên thì thông tin em vừa mới nhận được thì ngày mai công ty CP tại miền Bắc sẽ giảm đi 2.000 đồng, còn 53.000 đồng một ký đối với những heo mà biểu to, tức là trên 120 ký. Còn giáp pha cũng đang cái giá là 52, chi dây giá là 55. Đến với thị trường heo công ty tại miền Trung thì giá heo cũng có xu hướng giảm do heo bán chạy dịch vẫn còn nhiều và dòng lưu chuyển từ heo miền Trung ra miền Bắc chậm lại, làm tăng cái áp lực tồn kho nhưng mức độ chậm hơn miền Bắc, đưa cái giá mặt bằng khu vực này về mức tương đương miền Bắc là quanh cái mốc từ 50-53.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Cụ thể thì heo công ty tại Bắc Trung Bộ đang xuất ra có mức giá là 51-55.000 đồng một ký. Nam Trung Bộ thì đang xuất ra là từ mức là 50.500-54.500 đồng một ký. Còn heo Giang tại Nghệ An đang giao dịch ở mức là 49-51. Bình Định tương tự là 49-51. Đắk Lắk cũng có giá là 49-51.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại thị trường heo công ty tại khu vực miền Nam. Thì tại khu vực này chúng ta sẽ lấy thông tin từ chợ đầu mối Tân Xuân. Thì rằng sáng nay lượng heo đưa về có chiều hướng giảm lại. Nhập lò còn hơn 5.300 con, nhập chợ là khoảng 5.200 con. Giao dịch tại chợ là dù không còn ngập chợ như hôm qua và hôm kia, nhưng phía tiêu thụ yếu, cánh pha lóc bán kém nên giao dịch tại chợ cũng không có nhiều cải thiện. Giá heo đầu phiên ở mức là 57-60.000 đồng một ký tùy lọa. Cuối phiên rớt từ 50.000 đồng một ký trở lên, kéo bình quân ngày hôm nay đạt quanh cái mốc 63.000 đồng một ký với heo hai máu, trên dưới 65.000 đồng một ký đối với heo ba máu. Thương lái lại tiếp tục thua lỗ. Và cụ thể thì heo công ty tại khu vực Đồng Nai đang xuất ra là giá 54.000 đồng một ký, miền Tây cũng là 54.000 đồng một ký. Heo dân tại Đồng Nai đang xuất ra ở mức là 51-53.000 đồng một ký. Tiền Giang giao dịch từ khoảng 50-52.000 đồng. Bến Tre giao dịch từ khoảng 49-52.000 đồng một ký trong ngày hôm nay. Và đây cũng là cái thông tin cuối cùng em muốn chia sẻ về cái thông tin giá cả thị trường heo hơi trong ngày hôm nay đến tất cả quý vị và anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại một lần nữa về cái trang trại mới đang làm xong, sắp hoàn thiện. Và chúng ta sẽ nói thêm một lần nữa về những cái sát trùng. Chúng ta làm sao để sạch sẽ vấn đề tả châu phi để chúng ta bỏ heo vào lại. Thời gian bao lâu thì chúng ta có thể bỏ heo vào lại? Em cũng sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị trong video này. Khi đầu tiên vào một cái trang trại thì hầu hết á, nếu có quy chuẩn hiện nay làm thì người ta sẽ làm cái hố vô như thế này. Ở đây sẽ và làm thì mọi người nhớ là cho xe cụa là dây lanh là một, thứ hai là phải có đường thoát nước để chúng ta thay vôi. Ví dụ như một tuần chúng ta phải thay được một hai lần. Còn để hoài thì rất là dơ và nó không còn tác dụng. Mà thứ nhì thì vào đây đầu của trang trại sẽ có một cái điểm sát trùng thế này. Mọi tất cả xe cụa đi vào phía trong trang trại đều phải được sát trùng. Xong rồi chúng ta mới vào trang trại. Đây là những cái bắt buộc phải làm trong hệ thống gia công. Như vậy thì người ta sẽ tính vào cái điểm quản lý chuồng trại của chúng ta. Và thứ nhì á, khi chúng ta làm như thế này, chúng ta có một bài bản thì những tất cả những người đi đến và vào trang trại của chúng ta họ cũng có một cái tâm lý là phải làm sao đó cho nó an toàn rồi người ta mới vào trang trại. Và tất nhiên thì khi vào trang trại thì chúng ta phải có cái sát khuẩn hay là cồn 70 độ. Đây là cái điều thường xuyên khi chúng ta bước vào trong cái trang trại heo. Còn tất nhiên ở đây thì người ta sẽ dùng những cái máy áp lực cao thế này để người ta xịt xe cụa. Và thường thì chúng ta sẽ dùng virus nếp chứ không phải là dạng sát trùng này mọi người. Sát trùng này thì tương đối là dùng trong trang trại thôi, tức là dạng nhẹ. Còn đây là trang trại sắp xuất heo rồi, cho nên cái dạng virus nếp nó hơi cao tiền. Người ta đánh hết cái virus nếp thì người ta chuyển qua cái dạng đó. Còn ngày hôm nay thì chúng ta không có vào trại heo đâu mọi người, tức là không vào cái trại đang chăn nuôi. Chúng ta đi vào trại mới, cho nên là em không có thay đồ. Một lần nữa thì ở đây em đã từng quay rồi, thì chúng ta thấy người ta làm rất là kỹ như thế này. Nhưng theo em thì em cũng tư vấn là chủ trại cái lưới mùng này, chúng ta sẽ bao phủ phía ngoài này thì nó hay hơn, thì chúng ta bao phủ sát trong đó.
khả năng thì sau này người ta sẽ chỉnh sửa lại sau. Và đây là cái khu vực mà ngày xưa là làm trang trại gà mọi người, nhưng mà hiện nay thì đang đổi lên heo bởi vì con gà nó tương đối bất ổn. Nhìn chung thì phía trong này chúng ta vẫn có cái trang trại heo, đất ở đây là tương đối rộng. Đây thợ vẫn còn làm nhưng mà gần xong rồi. Hôm nay chủ yếu là em quay lại cái cách thức làm cái lập phong và một số cái cơ bản như là bên cái giàn mát thì chúng ta xây như thế này, chúng ta không có lốc, không có lốc về ở dưới. Còn đây là phía trên đấy, đường nước vào và sẽ có ống 27, chúng ta khoan lỗ ngửa lên thì chúng ta làm như thế này đấy. Ở đây thì vô sắc trùng, sắc khuẩn. Một cái ô này nó rộng bởi vì cái trại nó ngắn quá, người ta sẽ mở rộng cái ô ra, cho nên là sẽ làm ba cái món ăn như thế này đấy. Còn bạc thì làm bạc cách nhiệt. Bạc cách nhiệt này thường chúng ta làm loại 5 lớp, nhưng mà làm 5 lớp loại dài. Còn 5 lớp loại mỏng thì chúng ta làm tương đối nó dễ, rất là dễ rách. Và nó càng dài thì cái độ cách nhiệt nó càng cao hơn đấy. Chúng ta căng dây như thế này thôi, cứ khoảng 25 xăng một dây. Đây là dây cước, còn cứ một đoạn một mét chúng ta có thể là phụ thêm dây kẽm để cái vấn đề làm chúng ta nó gia cố hơn, cứng hơn. Đấy, đồ đạc để lung tung thế này. Đấy. Quay trở lại với cái vấn đề mà chúng ta sắt trùng chuồng trại như thế nào. Đầu tiên thì em nói về cái vấn đề trại mới như thế này đi, thì thường á chúng ta làm mới thì cái xi măng này nó sẽ ăn da của heo, tức là làm dễ viêm da. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta ngâm nước. Chúng ta ngâm nước bằng cái chuối đá mọi người, tức là chuối chát ấy. Chúng ta ngâm vào cái bể nước của chúng ta, rồi chúng ta ngâm xoăn qua một ngày một đêm đi. Thì chúng xả, rồi sau đó chúng ta xả lại thì cái vấn đề viêm da nó sẽ đỡ hơn. Đấy. Đấy. Thì tương đối của nó về bạc thì chúng ta làm như thế, chúng ta phải căng theo chiều ngang. Và lập phong ở đây canh nếu chuẩn trại ngắn như vậy thì cứ 2 mét chiều cao là được rồi. Đây chúng ta bắn vào trong này, kẹp một cái V bẻ ra, đường V thế này. Sau khi chúng ta ngâm xả cái nước ra rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ sắt trùng, quét vôi mọi người. Chúng ta sẽ quét vôi hết tất tần tật các trụ này, tường này, những cái gì bằng xi măng nói chung là trên tường này chúng ta quét vôi hết, vôi trắng cả chuồng hết. Có khả năng nếu được anh em cũng có thể tạt luôn cái vôi này này, rồi chúng ta xịt, dùng cái máy áp lực cao ấy, chúng ta xịt trở lại cho nó sạch lại, rồi chúng ta xông thuốc tím với là phóc môn. Ở đây là anh em hay hỏi về vấn đề thuốc tím ấy, thì ở đây nó có cái quy trình sẵn là phải xông thuốc tím và phóc môn trước, rồi chúng ta mới sắt trùng lại một lần nữa. Và ở đây nếu mà bình sắt trùng, nếu mà trại mới thế này thì chúng ta sắt trùng những cái dòng bình thường thôi, dòng nào cũng được, bởi các công ty nào nó có tiếng một xíu là được, rồi chúng ta có thể theo. Còn nói về cái vấn đề trại có vấn đề của ái ghép, tức là dịch xảy ra, thì tất nhiên ngoài cái quy trình như vậy thì chúng ta phải lưu ý thêm một số điều. Là trước tiên chúng ta phải hiểu là những cái vi khuẩn virus nó tồn tại ngoài môi trường lâu nhất là qua cái phân của heo, cho nên ở đây phải có cách ly và chúng ta phải làm sạch cái chuồng. Hả thầy, ăn không mặc áo mặc đồ ấy, ăn bấm điện thoại không thầy? À, giúp luôn không vậy? Đắp luôn hả? Luôn. Chúng ta sẽ làm sạch cái phân trước. Tuy nhiên ở đây chúng ta hạn chế là dùng cái nước mạnh để nó ven lung tung, bởi vì phân ở đâu có khả năng virus ở đó. Cho nên là chúng ta phải chà xịt rửa sạch sẽ, được gọi là như là đảm bảo gần như 100% về cái phân ở trên nền chuồng và những cái bấm bẩn. Rồi sau đó là người ta sẽ lấy cái clorua, bọn em mới đọc clorin đấy, cái này em sẽ chụp hình em đưa lên. Chúng ta phun tắt tần tật,
Ở đây là nhiều cái loại sản phẩm mà công ty họ làm thì chúng ta bên ngoài rất là, nói chung là hơi khó tìm, nhưng mà những cái dòng chlorin hoặc là súc đấy mọi người thì chúng ta có thể tìm được. Chúng ta phun tổng chuồng hết tất cả tường la phong này kia, rồi chúng ta phải chùi. Và lưu ý một cái á, là bắt đầu ta phun rồi thì bên cái những cái nấm vú và những cái đường nước bắt buộc chúng ta phải xả nước sạch đi, chúng ta phải chặn cho nước chảy hết ra ngoài những cái nấm vú mình đã chưa bắt, và kể cả hệ thống nước uống liên quan đến món ăn chúng ta xả hết, rồi chúng ta qua cái sát trùng thuộc loại nặng, đó là ở đây dùng là virus nếp chuyên đánh cái sát trùng, những cái loại virus khó trị như là dịch tả châu Phi. Chúng ta phải xả hết nước rồi chúng ta ngâm lại trong khoảng 12 tiếng. Rồi chúng ta phải phun lại cái chlorine sạch sẽ hết, rồi bắt đầu chúng ta sau 12 tiếng chúng ta sẽ xả hết cái nước ra lại. Rồi chúng ta dùng nước áp lực nhẹ thôi, chúng ta phun rửa chuồng lại tất tật một cái. Còn ở đây những cái nào những điểm khó làm thì chúng ta phải lau chùi sạch sẽ kiến tính, nói chung là tổng vệ sinh làm sao cho những cái phân, những cái cũ á, là nó phải đi sạch hết đi. Còn những cái vật dụng như chổi này kia chỉ còn máng, và những cái thiết bị mà chúng ta không thể thay thế được chúng ta phải để lại. Còn những cái móng phụ và chổi này kia thì chúng ta nên, cái nào ngâm được thì chúng ta ngâm bằng cái sát trùng mà virus nếp. Còn những cái nào chúng ta cần bỏ thì chúng ta bỏ đi, chúng ta thay thế cái mới để chúng ta làm tốt hơn. Sau quá trình chúng ta xịt rửa như vậy rồi, ngâm như vậy rồi, chúng ta sẽ sát trùng lại bằng virus nếp một lần. Rồi chúng ta bắt đầu quét vôi lại, quét vôi xong rồi cũng là ngâm xong thuốc tím. Khi xong thuốc tím thì lưu ý một điều là chúng ta phải che hết tất cả các quạt lại, chúng ta phải làm sao chúng ta che kín hết lại, chúng ta xong cho được một ngày. Rồi ngày hôm sau thì chúng ta, tất nhiên là ví dụ chúng ta có thời gian thì có thể để lau một xíu 2-3 ngày, rồi chúng ta bật quạt lên, nếu muốn làm gì chúng ta sẽ hút hết cái không khí ra. Rồi bắt đầu chúng ta lại tiếp tục làm cho kỹ một lần nữa, ví dụ như có thể là ống nước chúng ta ngâm lại một lần nữa, rồi chúng ta xịt sát trùng mà bình thường lại một lần nữa. Rồi chúng ta bắt đầu nghỉ trong vòng khoảng nửa tháng, một tháng rưỡi đến 2 tháng thì chúng ta có thể bắt đầu bỏ heo vào lại. Tuy nhiên những cái hố trồng heo, những cái điểm mà chúng ta lùa heo đi này kia chúng ta phải cũng phải làm sạch. Những cái điểm trồng heo chúng ta phải có rải vôi, phải sát trùng, chúng ta làm cho những cái con chúng ta trông kỹ, không để cho ruồi muỗi rồi nó bu, không nó lai cho cái trang trại khác. Rồi sau đó nếu sau 1 tháng rưỡi đến 2 tháng chúng ta có thể bỏ heo lại, nhưng chúng ta bỏ heo có trọng lượng được một xíu và bỏ thưa ra, tức là chúng ta thí điểm. Bởi ở đây kể cả công ty lớn người ta cũng không dám bỏ heo lập tức nghe mọi người, tức là họ sẽ thí điểm một số heo trước, rồi sau đó người ta mới trong cái lứa đó an toàn người ta mới tiếp tục bỏ heo nuôi bình thường. Và ở đây nếu mà trong hệ thống gia công như thế này thì người ta sẽ cấm chúng ta nuôi trong vòng 3 đến 4 tháng là ít nhất. Mục đích làm gì? Không phải là 3-4 tháng thì vi khuẩn nó mới chết hết, mà trong 3-4 tháng đó để chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà dịch tả châu Phi nó ảnh hưởng rất là lớn, chúng ta phải lo mà bảo quản cái bầy heo. Còn bởi vì nếu ở đây vấn đề dịch xảy ra không biết vì lý do gì nhưng người ta vẫn quy cho chủ trại, đó là những cái mà cần hiểu. Đây, đây dàn cửa này rất là đẹp. Ở đây bao nhiêu bộ cửa đó anh bạn? 90 bộ. Nhiêu? 900 mà, hàng rác. 90 bộ. Đây, bật cách nhiệt đây. 18 lớp. Đó, 18. 18 lớp cái gì? À, 18 lớp. Đó, thằng đó nó 18 lớp. Đây là hệ thống trang trại gà lên heo, cho nên chúng ta phải có những cái trụ vuông như thế này. Nhưng mà phía dưới là chúng ta phải bạc lại để cho heo nó khỏi xước da, mục đích là vậy thôi. Còn đây là quạt cũ, quạt mang thương hiệu KSB của dòng CB, dây móc xích motor Siemens 1.1 tí. Đấy, đây là hơi cũ, đây mua lại. Còn đây là dòng quạt mới. Đây, đây là của Điện Cơ Hà Nội. Tuy nhiên cái quạt này á, nó cao hay thấp tiền, cái khung này là chuẩn mọi người, tức là nó vẫn giống như những cái dòng kia, dòng cao tiền. Tuy nhiên thì cái motor này, chúng ta hạ cái motor này xuống. Đây là motor Fushini, cái dòng của Điện Cơ người ta cung mà gọi là hiệu suất cao, nóc mới 1.1 kg.
lực gió thì nó vẫn đủ. Và cánh này là cánh bôm, chúng ta thấy người ta quảng cáo này, người ta giới thiệu này, lớn hơn cái lưu lượng gió lớn hơn 15-20%, chống mang mồi là tuyệt đối. Còn bên cánh nhôm thì có sẽ bị oxy hóa, chống và đập là 10 điểm, từ bên đây 6 điểm, độ ồn thì nhỏ hơn 30%, độ bền là trên 15 năm và ổn định. Cái này là chỉ người ta chỉ tương đối 3 năm đối với cánh nhôm. Chi phí sản xuất thì đắt hơn là 35%. Đấy, cái này rẻ hơn. Đấy là những cái người ta giới thiệu. Và đây là quy trình bảo dưỡng quạt, và tất cả hàng này đều được bảo hành 11 năm. Nói chung thì tương đối, nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn cái quạt của hàng KXB tầm khoảng 2 triệu bạc. Thì đó là do là cái motor này. Đấy, cái dàn motor này của Đức nó sẽ cao hơn. Nhưng hiệu suất thì em nghĩ là làm việc là tương đương nhau. Tất nhiên thì cái motor càng tốc thì cái lưu lượng, cái dòng điện á, chúng ta xài nó càng ít hơn thì nó lại được cái đó. Còn motor nó rẻ tiền hơn thì nó sẽ tốn điện hơn. Đó là những cái cơ bản chúng ta hiểu về quạt. Ở đây thì nói thêm một xíu thì về cái cửa sổ này, chúng ta làm tương đối nó rộng một xíu và làm một cánh thôi mọi người. Tức là chúng ta làm một cánh này, ngày xưa làm hai cánh thì chúng ta khó mở ra mở vô. Ở đây chúng ta làm một cánh như thế này, đó hai cánh như bên kia, cái chạy cũ ấy. Và làm kiểu mà kéo qua cửa lùa ấy, thì chúng ta cái diện tích nó lại nhỏ lại. Chúng ta làm rộng như thế này, làm một cánh thôi. Và làm nhôm như thế này thì thấy nó rất là đẹp. Và tương đối thì chúng ta sau này xử lý khi cấp điện này kia nó sẽ dễ hơn. Đấy. Đây cường lực khách. Còn lại quy cách xây dựng thì mò cái trại đều giống nhau. Chúng ta ở đây cũng chả có gì để phân tích nhiều. Và quan trọng nhất hôm nay là chúng ta nói về cái vấn đề an toàn sinh học. Thì chúng ta phải làm sao cố gắng chúng ta giữ cho bản thân và giữ cho những người xung quanh. Chúng ta phải tiêu hủy xác chết và đi vào trang trại phải có đầy đủ cái dụng cụ để chúng ta làm, như đồ bảo hộ, phải xịt quần tay. Còn sát trùng thì có rất là nhiều loại thì em sẽ giới thiệu sau. Và quan trọng nhất là vôi để chuồng. Chúng ta phải có vôi để rải xung quanh chuồng, hạn chế ruồi muỗi, chuột bọ. Đấy. Trong kho cấm phải có cái gọi là bán đèn tiêu UV để đuổi ruồi muỗi chuột. Bên đây thợ còn làm một ít vấn đề bên trong nữa rồi. Giấy. Ở đây thì sát chân núi mọi người. Và ở đây được một cái là thiên nhiên ưu đãi. Tụi em chăn nuôi rất là nói chung là đạt kết quả tương đối tốt. Kể cả con gà và con heo ở đây. Nói chung là chúng ta chăn nuôi không phải là có vấn đề, chúng ta am hiểu một phần. Và một phần là nhờ cái thiên nhiên. Cái môi trường nó sạch thì chúng ta chăn nuôi nó dễ hơn. Mặc dù ở đây trang trại rất là nhiều, mặt săn sát khác sát nhau. Nhưng về kể cả con gà và con heo thì so với cái mặt bằng chung trên các vùng lân cận thì khu vực này là cái khu vực chăn nuôi đạt kết quả tương đối cao. Và phía trên cao nhất là cái trại của em, chúng ta ở gần sát sát nhau thế này thôi. Đấy.